Hương ơi, vừa đi đâu về đây? Mua con xe nhưng mà hết đăng kiểm, đi đăng kiểm mới cho các bác luôn đấy chị nào. Ô thế con này mới về à? Mới về từ sáng nay. Ừ đúng rồi, chị nhìn thấy con này rất mới luôn đấy. Đấy, đăng kiểm đến tháng 9 2024 nhé. À, tháng 9 năm 2024 cơ. À, ngày hôm nay về thêm một chiếc xe Hyundai i10 tư nhân một chủ dụng từ đầu. Số tự động chị gái nhé. Bản này nó là bản chấm mấy em? 1.2. Nhưng mà có phải bản 1.2 là nó có máy eco đúng không? Đúng rồi chị ạ. Bản này 1.2 máy eco và tặng các bác một dàn lốp mới cũng vừa thay luôn. Đăng kiểm cũng dài luôn. 4 quả lốp mới luôn đúng không? Cái này là bác chủ thay chứ không phải em thay, mua là sẵn sử dụng rồi. Rồi. 2017 là đời áp chốt của dòng xe nhập bấn, nếu như sau 2018 sẽ là bản Việt rồi nhưng em này vẫn là bản nhập nhé. Vẫn là bản nhập. À, đề lỗ thông minh này, chị nhìn này. Bên trong nội thất bên trong hai màu đen và đỏ sẽ là bản 1.2 và em này lên máy eco rồi. Túi khí an toàn, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Với cái giá siêu yêu thương luôn 348 triệu mà một chiếc xe một chủ từ đầu. Cam kết cho các bác nhà mình không đâm xô, không ngập nước và zin đẹp, không taxi dịch vụ luôn nhé. Nhưng mà em này giờ khách muốn yêu cầu bao vào tên Hà Nội em có bao được không? À, rất là may khi mà em nói là một chủ từ đầu lại còn biển Hà Nội chị gái này. Nên là vào tên em chỉ việc đổi cả vẹt thôi, giữ nguyên biển. Không mất 20 triệu phí đổi biển như những dòng xe mà tỉnh lẻ lên chị nhé. Đây, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốt này. Từ những con ốc cốp hay là những cái máng nước, bấm đinh tán keo chỉ hai bên tùy sắc nét luôn. Hyundai i10 2017 đời áp út của dòng xe nhập rồi, nên bác nào đang thích một chiếc xe nhập khẩu này, lốp mới, đăng kiểm dài, zin đẹp toàn xe thì không thể bỏ qua nhá. Em này lên máy eco rồi. Đề lỗ thông minh này chị nhìn này, vô lăng này. Đấy. Vô lăng đẹp. Sẵn sử dụng luôn. Em mua về phát là chỉ cần rửa qua bằng nước thôi. Hết đăng kiểm thì em Hương là người phải có trách nhiệm đăng kiểm cho các bác nhà mình. Bao đăng kiểm mới còn đến tháng 9 2024 full option hiện đại rồi. 348 triệu thôi, 348 triệu bao phút hồ sơ. Bác nào trên Hà Nội nhiều khi muốn mua i10 mà không có biển Hà Nội nhá, thì ngày hôm nay các bác có thể alo trực tiếp cho em nhé. 348 triệu bao vào tên, ưu tiên bác nào Hà Nội vào luôn tên cũng được, ok bác nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn ạ.